cấp 3 đổ xuống, tôi luôn tránh các buổi tiệc của lớp. Thậm chí là cũng chưa từng tự tổ chức sinh nhật cho bản thân mình lấy một lần nào. Và đây cũng là lần đầu tiên mà tôi chia sẻ sự thật này, về việc là tôi chưa bao giờ mong muốn sinh nhật của mình là một cái dịp gì đó đặc biệt với tôi hay là với bất cứ ai trong cuộc sống của tôi. Tôi chỉ hy vọng đó là một ngày hết sức bình thường, như bao ngày bình thường khác trong năm. Nhưng với bạn bè của tôi thì ai cũng được người thân của họ tặng quà và chúc mừng cho cái dịp đặc biệt này. Tôi còn nhớ hồi cấp 1, mỗi lần sinh nhật của lớp trưởng, bạn ấy đều mua thiệp mời, viết tên từng đứa trong lớp, rồi gửi đến tận tay cho từng bạn. Sinh nhật hôm đó, không chỉ có chiếc bánh gato rất to, mà còn có cả bánh kẹo, hoa quả, nước trái cây và cả nhạc nữa. Đầy đủ, giữa hai chiếc chiếu trải rộng, đủ để chứa từ 30 đến 40 người. Bạn lớp trưởng thực sự đã làm chủ bữa tiệc ngày hôm đó. Mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật và chúc bạn ấy rất nhiều điều tốt đẹp trên đời. Và trong khoảnh khắc bất chợt nào đó, một đứa như tôi đã phải cảm thấy ghen tị và tủi thân. Tôi nhận ra là đám đông chưa bao giờ dành cho mình. Tôi thích là người đứng đằng sau và là người nổi bật âm thầm hơn là thể hiện cái vẻ hào nhoáng cho mọi người cùng biết. Lên đến đại học thì tôi mới dán cho mình cái nhãn là người hướng nội. Gần như là tôi đưa mọi quan niệm và định nghĩa của người hướng nội mà người ta viết trên báo chí, truyền thông để dán nhãn cho mình. Như thể là người ta bước vào siêu thị, thấy gói Omo và cơm pho vậy. Họ biết ngay công dụng của chúng và họ không thể nào mà dùng cơm pho cho việc giặt đồ hay Omo cho việc xả vải được. Bản thân người hướng nội đôi lúc cũng muốn dán cho họ chiếc nhãn người hướng nội trên trán để những cá nhân xung quanh có thể nhận ra công dụng lẫn đặc điểm của họ để sử dụng cho đúng cách. Nhưng bản chất con người là một thực thể mâu thuẫn. Chúng ta hành động để rồi giật mình nhận ra là bản thân đã thay đổi để trở thành một con người khác hoàn toàn so với cách nghĩ của chúng ta về chính bản thân chúng ta của ngày hôm qua. Giống như vậy, dù luôn miệng bảo với cả thế giới là tôi là người hướng nội, nhưng tôi lại luôn cố gắng thoát ra khỏi cái vùng an toàn bằng cách làm quen với nhiều đám đông và thể hiện bản thân trước hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Mỗi người chúng ta đều đang tiếp cận nhiều môi trường khác nhau trong ngày, và chính 24 giờ đó đã mang đến cho chúng ta rất nhiều sự mâu thuẫn trong cách ứng xử. Tôi có quen một cô bạn bằng tuổi mình. Cô hỏi tôi là làm sao để duy trì động lực liên tục. Tôi mới hỏi cô ấy là đang dành thời gian cho những mối quan hệ như thế nào và mô tả kỳ vọng của họ trong cuộc sống. Cô mới kể là cô chơi với bạn bè hồi cấp 3, cấp 2 của mình là chính. Họ là những cá nhân ham ưa cuộc sống ổn định, tốt nghiệp xong thì đi tìm việc, lập gia đình, sinh con, đẻ cái. Tóm lại thì đó là một cuộc sống dập khuôn theo cách nghĩ và hành động của thế hệ đi trước. Tuy nhiên thì cô ấy lại là một người ham đọc sách, đặc biệt là sách phát triển kỹ năng, và thỉnh thoảng cũng tham gia các sự kiện về nhiều đề tài hay ho khác nhau. Tôi nhận ra vì cô ấy đang dành thời gian cho hai thế giới hoàn toàn khác nhau nên mới xảy ra mâu thuẫn như vậy. Khi ở cùng bạn bè thuở nhỏ của mình, cô ấy cũng chỉ muốn cuộc sống và tương lai của mình ổn định và yên bình như vậy. Và đương nhiên thì động lực tiến bộ của cô sẽ giảm xuống. Nhưng mà khi đọc sách hay là dành thời gian giao lưu với những cá nhân ưu tú hơn thì cô lại thúc đẩy bản thân mình phải cố gắng hơn nữa. Động lực của cô như một cái đồ thị biến thiên rất là mạnh. Lúc thì chạm đáy, lúc thì lên tới tận đỉnh. Và khi mà từ đỉnh rớt xuống đáy thì cô mới hoang mang và mâu thuẫn tràn trề. Thầy tôi đã từng bảo với tôi rằng đến một lúc nào đó chúng ta không còn cùng quan niệm sống với những người bạn đã từng rất thân với mình chỉ vì kỳ vọng của hai người là hoàn toàn khác nhau. Bởi vì thế, nếu mà muốn tiến bộ thì hãy dành quỹ thời gian của mình cho những người đã và đang vươn tới kỳ vọng của ta. Hãy xem là bạn đang dành quỹ thời gian nhiều nhất cho ai. Nhưng ngay cả khi bạn nhận thức được việc bản thân mình cần cố gắng thì bạn vẫn ngụy biện và dán mác cho mình hết sức là vô thức. Vào năm nhất, tôi đỗ vào câu lạc bộ truyền thông, ban viết lách, và cũng thật không ngờ là đến 95% thành viên trong đó đều là người hướng nội. Chúng tôi ngại đám đông và thường tránh các buổi tiệc tùng. Ban chúng tôi từ đời này qua đời khác có truyền thống là ẩn dật,
đến không ai biết và về thì cũng chả ai hay. Tất cả đều không biết cách gây chú ý giữa đám đông, thường ngồi ở một góc nào đó và xin được về sớm khi buổi học kết thúc và mọi người chuẩn bị kéo nhau đi ăn. Thậm chí là tôi đã từng từ chối rất nhiều cuộc hẹn vào buổi tối vì muốn dành thời gian đó ở nhà một mình, viết lách hoặc là đọc sách. Người hướng nội sạc năng lượng trong yên tĩnh, đó là khoảng thời gian mà họ lấy lại sinh khí cho mình. Tôi luôn nghĩ là như vậy. Để rồi, thật hiếm khi nào đấy mà tôi đi đâu đó vào buổi tối, kể cả khi đi du lịch ở nước ngoài hay là trong nước. Ngụy biện sẽ dẫn đến hành động dán nhãn, và đó là tiến trình thực sự nguy hiểm với bất cứ cá nhân nào. Và nếu sự tự dán mác này xảy ra mạnh mẽ, việc lay động họ để thay đổi trở nên thách thức và khó khăn hơn rất nhiều. Dán mác mình là một người hướng nội, tôi trở nên nhạy cảm hơn, nhát đám đông hơn và không cho phép bản thân mình thoát ra khỏi những đặc điểm vốn để mô tả cho một người hướng nội điển hình. Ở trường lớp, chúng tôi chưa bao giờ được dạy về tâm lý học nói chung và hướng nội hướng ngoại nói riêng. Vì thế khi mà nghe đến khái niệm này, tôi mới tự mò mẫm và tìm hiểu. Đọc xong thì mới chột dạ. Có lý nào sách vở và chữ nghĩa lại có thể nhìn thấu bản thân mình hay đến như vậy? Đọc đến đoạn những người thành công hướng nội, tôi mới ngớ người ra. Albert Einstein, Rosa Parks, Bill Gates đều nằm trong danh sách đó. Họ được xem như là những nhân vật vĩ đại trên thế giới. Nhưng nhiều người hướng nội nhìn vào danh sách này để rồi trao tặng niềm tự hào, hứng khởi cho chính cá nhân của họ. Và họ tin rằng, ừ đúng rồi, mình là người hướng nội, cũng có thể thành công như ai mà thôi. Nhưng đó hoàn toàn là cách suy nghĩ vô cùng nông cạn và thiếu logic. Hướng nội đơn giản chỉ là bản chất của những cá nhân vượt trội trong danh sách đó mà thôi. Họ phải bộc lộ năng lực khác và tận dụng tối đa ưu thế của người hướng nội để đi lên. Nhưng tôi thấy nhiều người có những cách ngụy biện tương tự như vậy. Những người muốn bỏ học chỉ muốn đọc về những người bỏ học đã thành công. Những người thất bại chỉ muốn đọc về những sự thất bại của người đã thành công. Họ chỉ muốn thấy ai đó thành đạt đã từng trải qua hoàn cảnh giống như mình để rồi tạo ra sự ngụy biện. Bill Gates bỏ học Harvard để tạo ra Microsoft, nhưng điều đó không thể kết luận rằng ông thành công vì bỏ học Harvard được. Sau Harvard, Bill Gates liên tục chinh phục những chặng đường gian nan khác mà nhiều cá nhân ở trường học không thể nào đồng cảm với nỗi vất vả, thử thách mà ông đã trải qua. Vì thế, bỏ đại học Harvard đơn thuần là một sự lựa chọn, một lối rẽ mà Bill Gates đã chọn thay vì là đi theo con đường học hết đại học như nhiều bạn bè của mình. Nhưng khi bỏ đại học, có vô vàn lối rẽ khác nhau, còn Bill Gates nhận thức được lối rẽ của ông có những điều gì đang chờ mình ở đó. Theo một cách ví von thì Bill Gates đã tự xây trường, tự làm thầy và tự trở thành học trò trong chính môi trường đấy của ông. Ông tự tạo ra cho mình một thế giới và thoát ra khỏi vùng an toàn của cá nhân ông, dù bản chất ông là người hướng nội. Như vậy, tư duy phản biện đã chống lại cách tư duy theo lối mòn và trả về một câu trả lời hợp lý và thuyết phục hơn. Hướng nội hay hướng ngoại đều không thể tự tạo ra thành công. Tôi đã từng quen rất nhiều người năng động hết mức, nhưng bản chất họ là những kẻ hướng nội. Họ tham gia tiệc tùng nọ kia, quán nhậu, quán bar đều đã trải nghiệm đủ. Họ ăn nói sành sỏi, mạch lạc, tự tin vô cùng cho đám đông. Và họ đưa ra một câu trả lời khiến tôi rất hứng thú, đó là luyện tập và giả vờ cho đến khi nào nó thành hiện thực thì thôi. Họ vứt cái mác hướng nội ra khỏi cơ thể và lý trí của họ. Họ vượt qua khỏi vùng an toàn của chính mình. Họ bắt đầu từ những thứ mà người ta nghĩ tiêu cực về người hướng nội, là nhút nhát, là tự ti, là ngại đám đông, sợ tiếng ồn, rồi đặt bản thân họ vào tất cả tình huống đó, cho tới khi nào họ cảm thấy ổn thì thôi. Họ đưa ra một kết luận là hãy cẩn trọng với môi trường mà bạn đang dành thời gian tối đa, bởi vì bạn sẽ không thể nào nhận ra sức ảnh hưởng của nó cho đến khi bạn thấy mình bị thay đổi dần vì nó. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderum.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.